Cháu này là có 6 ngón sáu ngón chân chân cả và hai ba 6 luôn. ngón ngón tay cả nhà nhé. Chúng ta nhìn thấy. Đây đây chú xem tí nhá. Đây đây đây. Chú xem cái bàn chân con tí nào. Đây. Bàn chân 6 ngón này 1 2 3 4 5 và 6 ngón. Bên tay Bên này cũng thế mà 6 ngón rất đều cả nhà nhé. 1 2 3 4 5 6 đều lắm. Rồi tay Tay cũng có thế. Đấy, bên này này. Bên này 6 6 ngón tay luôn. Nhưng mà cái ngón thứ 6 là hơi 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 chia ra một chút. ở đây 6 ngón tay đây. Cả hai ba đều Ồ, cái luôn. này là độc lạ Việt Nam luôn đấy. Hơi lạ thế. Hello, xin chào toàn thể quý vị nhé. Hôm nay thì vợ chồng Khánh đang tiếp tục có mặt ở tại xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và bây giờ thì đang có mặt ở tại bản Cờ Đỏ quý vị ạ. Nơi đây là một cái bản mà cũng rất là xa và xung quanh quý vị chúng ta nhìn thấy là núi non trùng trùng điệp điệp đấy, núi non cây cối là xanh phụ một màu luôn, rất là hùng vĩ. Có thể nói rằng bây giờ đang ở đây là giữa gọi là giữa bạt ngàn Trường Sơn hùng vĩ luôn ở đây cả nhà. Đó. Và nằm giữa thung lũng dọc cái đường ven từ đây đi vào quý vị này là có 68 hộ gia đình. Cuộc sống của bà con ở trên đây thì cũng còn rất là nhiều khó khăn vất vả. Điện thoại ở trên này thì quý vị chúng ta biết là không có sóng, gọi là chưa có sóng điện thoại. Đây, quý vị chúng ta nhìn thấy đây. Khánh đứng đây là không có sóng điện thoại đấy. Đó. Chưa có sóng điện thoại cả nhà nha. Có nhìn rõ không em camera? Đó. Và còn chưa có cả điền nữa quý vị ạ. Đấy, thì hôm nay Khánh lên đây để thay mặt cho một số nhà hảo tâm, các cô chú anh chị chúng ta gửi quà về cho Khánh để tặng cho bà con vùng cao, và cụ thể ở đây là gửi gạo, gửi nhu yếu phẩm, rồi gửi rất là nhiều áo quần áo cũ quần cũ cũ và mới. mới. Đó. Thì bây giờ đến đây thì mặc dù đã thông tin trước cho bà con rồi nhưng mà bà con vẫn vẫn chưa đến được đầy đủ. Thực ra là lúc nãy là bà con tập trung đến rồi. Nhưng mà sau đó thì chờ anh em đến lâu quá bà con lại về. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là gọi bà con đến quý vị nhá, bằng ba hồi chuông. Đấy. Thì ở trên đây là chưa có loa phát thanh bởi vì là không có điền, cho nên là mỗi lần gọi bà con tập trung về bản là chúng ta phải đánh chuông. Thì bây giờ Khánh mời cả nhà chúng ta sẽ cùng với Khánh chúng ta sẽ nghe những cái hồi chuông nha. Đánh chuông ở đây thì nghe lúc này là bác trưởng bản nói rằng là nếu chúng ta đánh là phải chúng ta phải đánh là 3 lần. Đấy. Ba cái hồi chuông em phải đứng xa xa không thì là tèo đấy. Đây 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 đứng sau lưng ấy. Đó đó. Rồi ok chưa? Rồi. Một hồi đấy phải đánh ba hồi chuông anh mê hè. Rồi bắt đầu hồi thứ hai cả nhà nhá. Đấy. Hồi chuông thứ ba, thứ hai và bây giờ tôi là hồi nhỏ chuông thứ tôi ba thơ lắm. Đó. Đấy. Sang hôm nay ở lại làm trưởng bản luôn được. Được làm trưởng bản thì tốt quá rồi. Bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ ra đây trò chuyện với bà con dân bản. Khéo 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 đây. Rồi ta sẽ tặng quà cho bà con. Con chào bác nhá. Dạ chào bác. Vâng. Cháu hai ba cháu luôn. Đấy.
Cả nhà chúng ta nhìn thấy đây những đứa trẻ vùng cao đây. Hello, đây chào cháu. Sáu ngón này. Sáu ngón. Đây đấy, sáu ngón hết. Phát hiện nhân vật đặc biệt này. Ông, mặc quần lầy cho bé này vào. Dạ, đây không có quần. Bé này không có quần à? Quyết ơi, tía đây em tìm trong cái thùng nó có cái quần nào không kiếm cho bé một cái. Đây, tiện, đó. Đây, quần nó rộng quá, quần đó quần người lớn. Quần nhỏ đấy. Quần nhỏ hơn không? Không, quần nó to quá. Có một bé là không có quần cả nhà. Thôi, tạm. Đâu. Ông thử. Đây. Vừa luôn đẹp quá. Đây ông ơi, ông mặc cho cháu. Đây cameraman quay xuyên xuyên nha. Đây, quay xuyên xuyên thôi. Đây, không có quần mặc nữa. Ông bảo là cháu không có quần mặc. Rồi, mặc vào. Đây chú nhìn thấy hết rồi nhá. Rồi. Ôi trời đẹp quá. Rồi chào cháu. Đây lại chú cho các cháu kèo này. Đây. Cho kèo. Không sờ nhá. Đây này. Đây. Hả? Tí nữa hả? Cho bồ mới luôn hả? Em ăn đi. Em ăn rồi là để chú bóc kéo. Đây. Cho thêm. Bồ mới luôn. Được rồi anh Tuyết ơi, mặc để tam. Bóc. Đây, cầm ăn. Để nó cầm cả bao ăn cho sạch. Thôi cầm về nhà mặc ông ạ. Cứ cầm về nhà mặc sau. Đây cho cháu ăn. Đây. Đây cầm ra. Đây em cầm. Ông ơi, ông bồng cháu này đây cho chúng cháu trò chuyện xem tí nào. Dạ. Lúc này ông của bé đây bảo là đây chú cho thêm này. Đây ăn đi con ăn đi. Đây. Cháu này là có 6 ngón chân và 6 ngón tay cả nhà nhé. Chúng ta nhìn thấy. Đây chú xem tí nhá. Đây. Chú xem cái bàn chân con tí nào. Đây. Bàn chân 6 ngón này 1 2 3 4 5 và 6 ngón. Bên này cũng thế mà 6 ngón rất đều cả nhà nhá. 1 2 3 4 5 6 đều lắm. Rồi, tay cũng thế. Đấy, bên này này. Bên này 6 ngón tay luôn. Nhưng mà cái ngón thứ 6 là hơi chia ra một chút. Đây 6 ngón tay đây. Cả hai bàn đều luôn. Cái này là độc là Việt Nam luôn đấy. Hơi là thế. Đó. Ông ơi, thế cháu này sinh ra trong nhà có đúng anh em không? Đều. Đông à? Thế có những anh chị em khác có 6 ngón giống như thế này không? Dạ không. Chỉ mỗi mình bé. Chỉ mỗi mình bé là 6 ngón thôi. Là thế. Rồi cháu đây là cháu ăn bánh đi. Đây em gái của bạn đây này. Em gái đây em, hả? Em gái đợi em hơi sau đây này. Khác biệt, khác người. Hy vọng là sau này cháu sẽ trở thành một con người cũng có tài năng đặc biệt. Ăn bánh đi. Cháu ăn bánh đi. Hai chị em đó. Nhút nhát sờ á. Sờ. Đấy, bà con tập trung cơ bản là cũng đông rồi. Bà con ơi, xin chào mọi người nhá. Chào các bác, các chú, các dì nhá. Đâu, ôi, chào các chị nhá. Hoàng Như Phương ơi. Hoàng Như Phương. Mic đâu rồi? Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Ôi dồi, em gái này đẹp gái thế. Đây hai chị em ruột đúng không? Không phải à? Sao nhìn giống nhau thế? Em này đẹp gái đây, có người yêu chưa? Cũng có chồng rồi á. Tiếc thế chứ này. Có chồng rồi à? Thế có em gái không? Có em gái không? Có em gái chưa có chồng không? Hả? Có em gái chưa có chồng không? Hả? Cho em bé nhá. Có em gái chưa có chồng không? Có hả? Thế gả cho anh cameraman này được không? Nhìn thấy anh cameraman đẹp trai không? Hả? Đẹp trai hả? Mời bà con chúng ta tập trung lại để chúng ta
chuẩn bị nhận quà đi ha. À, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả bà con 68 hộ gia đình ở tại bản Cờ Đỏ của chúng ta nhá. À, xin được làm quen, được giới thiệu với tất cả bà con. Em tên là Hà Huy Khánh. Ở trên này bà con đã bao giờ biết em chưa? Có ai biết em không? À không. À, bà con không biết em là đương nhiên rồi, bởi vì ở trên này không có sóng điện thoại, không có internet. Bà con có thể là chúng ta chưa theo dõi chương trình của em. À, xin giới thiệu với bà con là em là Hà Huy Khánh và em làm với hoạt động thiện nguyện đấy. Hôm nay thì em lên đây và thay mặt cho một số nhà hảo tâm có gửi quà lên để chia sẻ, để tặng cho bà con ở tại bản Cờ Đỏ của chúng ta. À, đó là những nhu yếu phẩm, là những bao gạo, những cái bộ áo quần và bánh kẹo cho các em nhỏ. Bà con có thích không ạ? Có vui không ạ? Một tràng tay thật lớn được không ạ? Nào, chúng ta vỗ tay to lên được không ạ? Rồi. À, bây giờ mời bà con đứng dồn lên phía trên này tí nữa đi ạ. Đứng dồn lên trên này tí nữa. Rồi. Các em nhỏ đằng sau đâu rồi? À, bây giờ mời anh gì nhỉ? Anh Mề ơi. Anh Mề. Nhờ anh Mề nói các em nhỏ đứng lên hàng trên cùng ấy, mình phát kèo. Để phát kèo cho các em nhỏ cho vui. Rồi các em nhỏ tập trung lên đây nào. Rồi để tao nhân kèo nhá, nhân kèo nhân bánh nhá. Rồi em nhỏ đây này, đầu tiên em nhỏ nhá. Rồi à, cho em bé nhá. Em bé ăn ngon nhá. Rồi. Em bé đây ăn ngon nhá. À, sao khóc, sao khóc? À, sao cho kèo mà khóc? Sao cất trong túi ra? Để cất cả ra đây, để em bé sau này có chưa? Để ta cầm thêm hè, ta cầm thêm. Đây này, hạt cải cho đây thêm. À, cho đây thêm này, cho thêm này. Cảm ơn. Cảm ơn này. Rồi. Để cho em bé nhỏ nhỏ thêm nhá. Em bé này có chưa? À, có trong bụng đó. Có trong bụng đó. À, em bé là có trong bụng rồi. Em bé có trong bụng rồi. Rồi anh em mình phát kèo cho các cháu cho nó vui đi nào hả? Đâu rồi? Đủ chưa? Đủ chưa? Các em nhỏ đâu rồi? Tập trung lại đây hết nào. Em nhỏ em to cũng được. Đây. Đâu, em nào chưa có. Đây đây. Đâu? Nhiều rồi, nhiều rồi. Đây đây. Hai cái. À, đây đây. Rồi, em nhỏ này có chưa? Rồi rồi, đây đây. Tăng trí nhá. Đây, ok được rồi hả? Tất cả các em nhỏ có bánh kẹo rồi hả? Mẹ đâu rồi? Đâu em nhỏ này có chưa? Dạ. Rồi, có cái này có bánh kẹo chưa? Cái trong bụng cả đấy đó. Đây, đây cho đây, chị đây. Gái thêm nhá. À, cái này là cái. Rồi rồi, được bà rồi. Bà cụ okay. Ở sau này, bà cụ chỗ bà này. Dạ. Tặng bà đúng không? Rồi thôi, ta phạt từng đó. Rồi. À, bây giờ thông báo với tất cả bà con nhé. À, theo danh sách của anh Mề là chủ tịch hội nông dân của xã Thường Trạch chúng ta sẽ đọc tên danh sách của 68 hộ gia đình. Được chưa? À, bà con chúng ta sẽ lần lượt nghe tên. À, sau đó là chúng ta sẽ lên ở trên này để chúng ta nhận quà. À, thì bây giờ bà con chúng ta đứng dồn về phía bên này cho em này. Dồn về phía bên trái này. À, bên phải này. Bà con chúng ta chú ý, hôm nay quà của chúng ta sẽ được nhận là gồm những thứ như này này. Thứ nhất là mỗi một hộ gia đình chúng ta sẽ được tặng một bao gạo 10 kg, tức là một yến đấy. Chúng ta vui không ạ? Vui thì quay ống kính xuống đây, bà con dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ?
Nào, rồi, rất là tuyệt vời. À, tiếp nữa là mỗi một hộ gia đình chúng ta sẽ được tặng một gói bún khô này để chúng ta có thể là nấu ăn vào buổi sáng. Chúng ta thấy ngon, thích không ạ? Vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ rồi. À, tiếp nữa là mỗi một hộ gia đình chúng ta sẽ được là tặng một chai dầu ăn. À, thêm nữa là một chai nước mắm. Rồi. Và đấy. Đó. Và nữa là mỗi một hộ gia đình chúng ta sẽ được tặng thêm 3 gói muối nữa. Bà con thấy vui không ạ? Một tráng tay thật lớn ạ. Dạ. Yeah. À, và ngoài những cái nhu yếu phẩm này, gạo này, thì còn rất nhiều áo quần để tặng cho bà con nữa. Đấy, thế thì bà con chúng ta có thích nhận những cái áo quần cả mới và cả đã qua sử dụng nhưng đang còn rất là đẹp không ạ? Có không? Có, vỗ tay. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì bây giờ bà con chúng ta sẽ đứng về phía bên phải, tay phải này của em. À, chúng ta nghe tên, chúng ta lên đây, đọc đến tên ai thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta nhận quà. Nhận xong rồi thì chúng ta di chuyển về phía bên này, chúng ta đứng lại đó. Được chưa? Chúng ta để quà nguyên ở tại đó. Được không ạ? Chúng ta xếp hàng ngay ngắn ở đó. Sau khi nhận xong gạo, nước mắm, mì chính xong rồi, nước mắm, dầu ăn xong rồi, muối xong rồi đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục nữa là chúng ta sẽ được nhận áo quần, bà con nhé. Đấy, sau khi nhận áo quần xong thì chúng ta sẽ là chụp ảnh lưu niệm và chúng ta sẽ ra về chia tay nhau. Ok, vui vẻ. Dạ. Rồi, bây giờ mời bà con chúng ta nghe danh sách của anh Mề đọc. Rồi chúng ta sẽ lần lượt lên đây để chúng ta nhận quà nhé. Dạ, rồi em mời anh Mề. Một. Ý Dục. Ý Dục à? Em gọi cho em gọi cho em khoan được mọc. Rồi, rồi, rồi. Ok, rồi, đây Mề. Ý Dục à? Dạ. Ý Dục. Đấy. Rồi, tiếp theo ạ, à, chúng ta nhanh ạ, à, chúng ta nhanh chân ạ. À. Nhờ chú ra xếp hàng, nói mọi người xếp đằng sau cho đẹp. Xếp thành hàng, thành lối luôn cho đẹp, tí nữa để mình còn tặng quà nữa. Sao nhận quà xong rồi lại đứng đó làm gì nữa? À, nhận thay cho con nữa ha? À, hôm nay con đi vắng à? À. Một Ý Xúc. Nào Ý Xúc nào. Ý Xúc này, Ý Xúc là bọc bạc với này hơi nhiều này. Rồi, cảm ơn Ý Xúc nha. Ok, rồi đi về phía đằng kia đi em. Năm Ý Nhọc. Ý Nhọc. Ý Nhọc ha. Rồi. Hoàng Hiệp vừa bước vào nào không để anh bước lên được. Em mừng được, em mừng được. Rồi. Sau Ý Lươn. Ý Lươn nào, Ý Lươn đâu rồi? Bài Ý Yên. Ý Yên, Ý Yên, Ý Yên. Văn Yên nào? Ý Yên đâu? Văn Thương. Ý Yên, Ý Yên. Rồi. Tạm Ý Văn. Tặng Ý Văn nha. Chín Đinh Đẩy. Đinh Đẩy đâu rồi? Gửi Đinh Đẩy nha. Mười Đinh Cơ Đọc. Ờ, cảm ơn. Em đứng rồi, anh bưng gạo lên. Thôi thôi, em bưng được. Rồi. 11 Đinh Sang. Dạ, cảm ơn. 11 Đinh Sang. Chúng mày nói thế này thôi. Đinh Sang hả? Ừ. Rồi. Rồi, gửi chị nha. Ừ, sao khóc, sao nhân qua mà khóc. 12 Đinh Mịt. Em nhận thay cho bố mẹ à? Dạ. Bố mẹ đi làm à? Dạ. Nổi không? 13 Y Vâng. Dạ, con gửi bạc nhá.
14 đỉnh núi. Đỉnh núi đâu rồi? Đỉnh núi đây, đỉnh núi đây. Rồi, con gửi bạc nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. 15 đỉnh lùm. Đỉnh lộm hả? Lùm lùm. Lộm. Lộm. Sắt đi hả, bỏ sắt. Mười sáu đinh cá lưng. Cái nào rồi đánh dấu vào? Đây rồi, chị mười sáu đinh cá lưng. Mười bảy đinh vơi. Đinh vơi vơi đâu? Rồi gửi chị nha. Mười tám y mại. Đây, nhìn thấy cho bố mẹ à? Có nắng quá không này? Có bưng được không? 19 đinh tem. Đinh tem á? Dạ. Camera linh hoạt để vào ra liên tục để cho nó đẹp em ơi. Vào ra. Ôi trời. Hai mươi đinh phượt. Đinh phượt, đinh phượt. Đinh phượt mơ. Phượt, phượt, đinh phượt à? Phượt. Đinh phượt. 21 đinh lượt. Ờ, bên lúc nãy ở bên bản Aki là có đinh giàu, thế bây giờ bên này có đinh nghèo không hề? Thế có ai đinh giàu không? Dạ, dạ. 22 y rột. Y rột. Y rột, y rột. Y rột đây. Y rột. Đó bị y rột. Làm giàu gì đi với y rột rồi. 23 đinh lan. Đinh lan đâu rồi? Đây đây, đinh lan đây. Đó. Đó, gửi chính nha. 24 y hột. Rồi, con người bạc nhá. Dạ. 25 đinh ơi. À. 26 đinh ních. Đinh phanh. Đây. Em gửi nhá. 29 đinh khẳng. Anh. Dạ, cảm ơn. 30 đinh phải. À, ba nhận, ba nhận thôi. Nhận cho con. À, nhận cho con à? Con đi con. Cái thay ha. Dạ. Con gửi ba nha. 31 đinh nhung. Đinh nhung. Nhung nhung hút lượng. Rồi, em gửi anh nha. Rồi. 32 đinh linh. 32. 32 đinh linh. Dạ, em gửi anh nhá. Dạ, anh đi sang bên kia. 33 y ngon. 33. Y ngon. Dạ, có. Rồi, gửi chị nhá. 34 đinh phăng. Đinh phăng, đinh phăng hả? Ừ. Phăng đó ở đấy rồi. Đọc đọc liên tiếp liên nhá. 35 đinh Egypt. 35 Egypt. Em gửi nha. 36 đinh bin. Đinh bin cao rồi. Cảm ơn nhá. 37 đinh xóm. Gửi đinh xóm nhá. 38 đinh lùi. À, gửi em nha. 39 đinh can. Đinh can mà. À. Ôi, có người yêu chưa? Chưa. 40 đinh mít.
Mịch mịch. Ơi em gửi nhá. Bốn một đinh khảm. Đinh thẳng á? Khảm khảm. À tưởng là đinh thẳng, thế có đinh cong không? Bốn hai đinh đinh phuôn. Bốn hai đinh phuôn. Khỏi mặt trận. Dạ. À. Bốn ba đinh lô. Đinh lô. Đinh lô à? Ừ. Cảm ơn chị nha. Bốn bốn y toa. Y toa. Bốn lăm y hoa. Bốn hoa này y toa. Này không phải em nhấn ra à? Không, em nhấn thay cho họ. Nhấn thay à? Dạ, Bốn sáu đinh, đinh lạt. Đinh lạt, đinh lạt. Đi lạt, đi lạt, đúng rồi. Bốn bảy đinh phong. Rồi em gửi anh nữa. Bốn tám đinh chân. À, em gửi ạ. Dạ, cảm ơn chị. 49 y hiền. Rồi gửi y hiền nhá. Dạ, cảm ơn. 50 đinh anh. Rồi. 51 đinh vệ. Thôi tụm tụm nhớ tìm lời nữa. Một cái lời. Em nói ơn gần lì nữa. 52 đinh chít. Năm ba đinh ngàn. Ngàn ngàn. Rồi gửi em nhá. Năm tư đinh chiếp. Em gửi nhá. Năm lăm đinh lượt. Lượt lượt. Này. Năm sáu đinh dương. Năm sáu đinh dương. Đinh dương đâu? Năm bảy đinh huân. Rồi gửi em nhá. Hoa này cô tiếp ít là mẹ được. Dương ít lắm. Để cô cũng huân. Bác này lúc này nhận rồi mà. Nhấn mạnh này nhấn cho con của ông. Đi dương này, đi dương, đi dương cho nhìn. Mời bác. Bà con thông cảm nếu thiếu qua là thôi nè. Năm tám đinh cười. Em gửi nhá. Năm chín đinh oai. Rồi con gửi bác nhá. Sáu mươi đinh cột. Rồi con gửi bác nhá. Vâng nha. Dạ. 61 đinh liệp. Này chùm luôn. Rồi chị nhá. Dạ. 62 đinh vơn. Em gửi chị nhá. 63 đinh lương. Đinh lương đâu? Nhấn thay bố mẹ à? Trường thôn còn trường thôn. Nhanh rồi trời mưa rồi, Sáu tư đinh tụi. Đinh tụi. Gửi đinh tụi nha. Sáu lăm đinh bùi. Rồi, để em nha. Sáu sáu đinh say. Sáu sáu đinh say hả? Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em nhá. Rồi. Sáu bảy đinh thinh. Rồi gửi chị nhá. Rồi. Hết rồi đúng không? Hết còn một hộ thiếu. Hộ đình Nga. Hộ đình Nga thiếu. Thiếu hộ nào? Thiếu hộ nào? Đây đây đây. Rồi hộ hộ lên đây, hộ lên. Hộ lên đây. Hộ đình Nga đây thiếu. Đình Nga là thiếu á? Ừ đây đây. À 68. Hôm nay là có 68 hộ gia đình đây quay ống kính về phía này luôn để cho nó đẹp đi cả nhà. Ê, anh em ấy kiếm đâu rồi? Đây, gọi như phường. À anh Đinh anh Đinh Mề. Đinh Mề, anh Đinh Mề, em mượn đến mic đi. Dạ đây.
Cho em mượn danh sách anh Mề hả? Dạ. À, hôm nay thì thưa ông Kính, quý vị chúng ta vừa nhìn thấy ở đây là có 68 hộ gia đình của bạn Cờ Đỏ thuộc xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. À, mọi người chúng ta đã được các nhà hảo tâm tặng quà rồi. Cả nhà chúng ta vui không ạ? À, nhưng mà cũng xin thông báo với bà con hôm nay trong đoàn anh em là cũng có một chút sơ suất. Là thứ nhất đó là cái bao để mà bỏ những cái nhu yếu phẩm này vào cho bà con đây bị sót ở dưới nhà phân phối đấy. Thành ra là quên không mang được, bà con chịu khó tí nữa là xách về nhá. Rồi, cái thứ hai nữa là bị thiếu mất một phần quà, đó là của anh Đinh gì hả? Nga. À, anh Đinh Nga ha. Dạ dạ. Thì bây giờ thiếu mất một phần quà thì em sẽ thay mặt nhà hảo tâm là gửi cho anh là 500.000 đồng nhá. Dạ. Đấy rồi là anh đấy, anh hôm sau anh mua sau nhá. Đấy, thông cảm nhá, bây giờ không có quà bằng gà bằng kia thì ấy nhá. Bà con vui vẻ không ạ? Một tràng tay thật lớn ạ. Dạ rồi, ok. À, lúc này anh Đinh Mùi ơi. Anh Đinh Mùi. Anh Mùi là chủ tịch mặt trận ơi. À, chủ tịch hội nông dân. Lúc anh Mề. À, lúc này anh Mề bảo là có bà con nào có một cái chì nào đó mà bị chảy thần á. Đâu rồi? Kêu chì chảy thần ra đây em. Chỗ này anh Mề. Ở tiền kinh quà này. Bà con ngồi đâu một tí là còn nhiều quà nữa nhá. Đấy, hôm nay chúng ta được nhận quà, chúng ta vui không? Vỗ tay to đi nào. Rồi. Đây. Hôm nay có nghe anh Mề bảo là có gì là bị đau. Ôi, chạy thần hả? Đây. Chạy là xuống dưới viên Cuba, mình chạy dưới viên Cuba. Đâu, mở tay em xem nào. Cởi cái áo ngoài đây mình xem được không? Ồ, đây. Đây quý vị này. Thế là gì là mỗi tuần là phải chạy thần mấy lần? Ba lần hả? Yeah. Thế từ đây đi xuống Đồng Hới rồi ai chở đi? Xuống thành phố ai chở đi? Con chở đi hả? À, tội thế. À, nghe anh Mề cũng như là bà con trưởng bản ở đây bảo là hoàn cảnh gì rất là khó khăn. Đấy, lại bị đau ốm để chạy thần nữa cho nên là chúng con rất là thương. Hôm nay có dịp lên đây thì con thay mặt cho cô Quý ở ngoài Hà Nội tặng cho dì là 1.000.000 đồng nhá. Để lấy cái lộ phí... Đi xuống cái thành phố cách đây cũng phải mấy chục cây, mấy trăm cây à? 100 cây, mà đường rất là khó đi. 100 cây số mà đường rất là khó đi quý vị ạ. Đấy, tặng cho dì 1.000.000 là cô Quý nhá. Với đây là 1.000.000 nữa là của chị Nguyễn Thị Thúy ở Long Biên, Hà Nội. Cũng tặng cho dì thêm 1.000.000 nữa là 2.000.000 nhá. Làm cái lộ phí để đi chữa bệnh nhá, đi chạy thần nhá. Thêm chút thuốc thang để mà bổ nhá. Dạ. Rồi. Chúc cho bà con chúng ta là luôn luôn được khỏe mạnh. À, bước sang một cái năm mới này thì chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn. Làm ăn thì được mùa. Để chúng ta luôn luôn được là no ấm và hạnh phúc nhá. Bà con nhá. Dạ, chúng ta cảm ơn các nhà hảo tâm bằng một tràng tay thật lớn nữa đi ạ. Đấy. Còn bây giờ thì còn có rất là nhiều quà nữa. À, đó là những cái bộ áo quần. Thì bà con sẽ ngồi tại chỗ ở đây rồi. Anh em ở đây sẽ phát tặng cho bà con. Mỗi một người một ít. Sau đó thì ai vừa cái nào chúng ta có thể từ luân chuyển chúng ta thử đổi cho nhau nhá. Dạ, bà con ngồi nguyên tại chỗ đó. Nhà ai trẻ con nhiều à? Rồi. Em ơi, cho ra đây em ơi. Hả? Trẻ con nhiều à? Đây, ai trẻ con nhiều này. Rồi. Cho phía bên này nữa. Anh trẻ con nhiều tí em. Rồi bà con đứng dịch lên đây một tí nào. Đây. Con nhiều. Quyết ơi, lên mở cho anh cái với, cái này có kia. Này anh trai này, cho anh trai này, cần nam này. Bà con ngồi xuống rồi dễ phát nào, bà con ngồi xuống nào. Bà con ngồi xuống để anh em trong team sẽ phát cho tất cả mọi người nhá. Đây, cho em trai này. Đồ nám cũng nhiều này. Về cả riêng vừa thì đổi cho nhau nhá. Ê, trẻ con chị này. Ê, có con này. Đâu, con nhỏ đâu? Rồi, đây. Đây, con nhỏ này. Rồi,
bà con tránh cho em một cái lối để em đi ra sau đấy nào. Dạ, từ. Rồi rồi, đi bước ra sau. Đây Hoàng Như Phương đi luôn. Đi ra sau một tí. Nào, bà con ngồi phía sau nào. Đây. Đây tí này. Đâu. Bà con ngồi nguyên tay chỗ, ngồi xuống để chúng em sẽ phát quà chưa. Đây em chị nhá. Đây mỗi người một ít nhá. Dạ. Đây anh ơi. Đâu rồi. Đây rồi. Đây còn ít đồ chơi này. Đồ. Này đồ chơi này, ai em bé chơi không? Đây này. Đây em bé cho em bé nhá. Được chưa? Khu vực bên này rồi nhá. Rồi Quyết ơi, anh em ơi. À, tiếp tục ta rả ra tặng bên này cho bà con nữa. Bà con ơi. Đâu. Áo ấm này của anh trai này. Bà con tránh cho em một cái lối đi nào. Dạ. Đâu. Cho chị nhá. Đây bà con ở đây rồi, em gái đầu tiên này. Đây của áo ấm chị. Hả? Đây. Áo này chú ơi, tặng chú cái áo này nhá. Đây. Áo này là áo nữ. Áo nữ tặng ai đây? Đây có mấy cái quần mới kìa. Áo nữ này chắc là tặng em đây. Đây rồi. Để anh bưng hả? Hả? Rồi, tôi chứ mọi người cứ ngồi nguyên tại chỗ đó nhá. Em đi. Nào nhóm đây. Rồi, từ rồi. Nha. Từ nha. Quyết ơi, em tăng chỗ rồi. Còn lấy đồ con nữ không? Đây, áo này đẹp cho ai nào? Cho ai to mặc cái này nào? Em đây. Hả, à, em à? Này, áo rồi. Nam này, có lẽ áo nam này. Áo này ai lấy nào? À, cho mẹ ha. Rồi. Đây mỗi người một ít nhé. Em cho bố mẹ em được. Đây. Anh chị em không vừa thì đổi cho người khác. Đúng rồi, tí là chúng ta không vừa chúng ta đổi nhá. Đây cho em bao lên luôn, em đây bao luôn. Đâu, ông này. Đây chúng ta đổi cho nhau nhá. Mỗi người một ít này. Đây, anh trai nhá. Đây mẹ. Đây. Rồi. Đó. Chỉ lại sau. Chúng ta mỗi người một ít nhá. Đây. Rồi. Dạ. Đâu rồi. Đâu rồi, đây. Có đôi nam, đôi nữ này. Em. Đi ra phía bên kia chút. Rồi. Bên kia có ai phát chứ? Rồi, bên kia có Quyết phát. Hả? Đây. Cho em trai này. Áo to thì cứ cầm ra đây đổi. Đây, em luôn. Rồi, cho em. Rồi, được rồi. Cho chị gái đấy nhá. Dạ. Rồi, bà con khu vực đó có hết rồi đúng không? Rồi, đây chưa có này, vung dừa đây chưa có lắm này. Rồi. Cho em đi với, cho em đi. Rồi. Rồi bây giờ bà... Hả? À, có cái áo đẹp thế này. Hả? Dạ. Em lúc này có rồi. Em có nhiều rồi. Rồi, rồi bên đây. Hả? Hả? Em cho em với hả? Có rồi, cho đây, em đây. Sau lên này, em sau lên cho có này. Quyết rồi, phát đây. Rồi, đây. Đây. Ê, cho chị nha. Ông lúc này có rồi. Rồi. Đây. Được rồi, có rồi, chúng ta đi ra sau nào. Chúng ta có rồi, thôi nào. À, chưa có à? Đây cháu này. Rồi, chị chưa có. Từ đây, ai cũng có cả. Đây, rồi. À, cho ông này của ông nhá. Rồi, bước ra sau, Hoàng Như Phương ơi. Bước ra sau. Em nhiều đây rồi. Hoàng Như Phương đi ra chủ góc đó. À, đây, em này. Đi ra chủ góc. Đi ra đây, Phương ơi. Đây, em. Nào. Nào đằng sau này có chưa? Có một chưa.
đây 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 ông uống này có rồi đây đây em cho em rồi mặc là to ai có con nít thì đây đây tâm đâu con nít này đồ trẻ con đồ trẻ con đồ trẻ con cho con cho em cho con rồi bình tĩnh đây quần quần này rất đẹp này đây quần đẹp 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 nhá rồi ok áo đẹp thế này rồi ông có cái áo đẹp quá đẹp không ông ơi đẹp cái này thì mùa đông năm nay thì ấm áp rồi đó rồi đẹp vừa ấm luôn rồi dạ dạ bà dạ. Con ơi giơ quà lên chụp ảnh đi nào bà con ơi hôm nay bà con vui không vui thì giơ tay cao vỗ tay thật lớn nè chào nhau cái nào ông cẩn thận đấy ông về ông dạ ăn, dạ ông nhá à một lần nữa chúc cho bà con của bà chúng ta bước sang một năm mới luôn được gặp nhiều niềm vui luôn gặp nhiều may mắn và luôn được thật nhiều sức khỏe nhá rồi xin chào bà con nhé dạ yeah. Khánh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm các quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi video đã dành những cái tình cảm đặc biệt để đồng hành cùng với Khánh và cảm ơn tất cả những người bạn trong ekip của Khánh ngày hôm nay nào em Tiến ơi em Quyết ơi lên đây anh em mình ta chụp tấm hình và để thực hiện được cái chương trình ngày hôm nay một cách rất là tròn vẹn như thế này đấy là nhờ sự giúp đỡ của những anh em trong team của Khánh có em Quyết là ông trùm gào ở tại thành phố Đồng Hới em Tiến là một chuyên viên ở ngân hàng cũng ở tại thành phố Đồng Hới và những anh em đang quay phim nữa ngày hôm nay đã có mặt ở đây để cùng với Khánh thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi quà đến để chia sẻ cho tất cả bà con ở tại hai bản. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Khánh nhé. Chúc quý vị luôn được thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành cùng với Khánh trong nhiều hoạt động thiện nguyện trong sắp trong cái thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị nhé. Bye bye. Xin chào bà con nhé. Chào mọi người nhé.